Chào mừng quý khán giả đang xem trên trang fanpage của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai hôm nay xin giới thiệu tiếp tập 6 của phòng VIP công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Xin mời quý khán giả hãy cùng bước chân của Hướng Mai và con gái đi vào phòng tầng 6 và xem tập 6 nó sẽ có những gì. Xin chào mọi quý khách. Trong tầng này thì nó có trang trí một cây bộ rồng đỉnh và một kệ tivi. Một kệ tivi ở đây thì nó là kệ tivi 3 cục, nó đơn giản hơn tất cả các kệ khác, bởi vì là cũng có những khách thì họ sẽ thích là một cái kệ tivi đơn giản thôi, cho nên là cái kệ tivi này nó là được thiết kế bằng 3 cục. Cục ở giữa thì được đục thiết kế bằng 6 cái tay ngăn kéo có tay cầm, mỗi khi mở ra mở vào thì sẽ đựng được rất là nhiều đồ ở trong này và nó rất là dễ chịu. Nếu mà bên trong nhà quý khách vẫn còn đầu thì sẽ để đầu ở trên này, còn đây là sẽ để là một cái kệ tivi hoặc hai bên là cái dọa loa đài âm thanh, dàn âm thanh ở trên này. Có nhà thì sẽ để như là tượng Phật hay lọ hoa là tùy mình, nhưng mà thường thường thì là một cái kệ như thế này nó sẽ rất là thông dụng để quý khách có thể để được tivi thật là to. Ví dụ nó có chườm ra đây nó cũng không bị sao cả, nó sẽ không bị hạn chế, bởi vì khi mà kệ tivi mà thấp xuống thì nếu mà nhà mình có mua cái kệ tivi to quá thì nó sẽ bị tụt xuống. Và trong phòng này sẽ có một đôi lọ bình. Ngọc thấy đôi lọ này có xinh xinh không? Có. Nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không? Nhưng mà kê vào trông nó cũng rất là đẹp, nó trông nó sang trọng, nó cũng thanh thoát. Để vào đây trông nó cũng rất là tiện lợi, và dưới là một cái bệ bằng một cục gỗ nguyên tấm. Và trong này thì có một bức tranh bằng gỗ chắc, bức tranh thông trúc cúc kê. Cái bức tranh này khảm 100% bằng ốc Singapore, cho nên là nó rất là đẹp và được gỗ làm nguyên tấm và để mộc. Nhưng mà vì là gỗ chắc và đục trúc tre và đục khảm thì khảm cúc kê, cho nên là trong cái bức tranh này nó sẽ rất là sang trọng và nó có sự khác biệt, nó có sự quý giá, nó có sự hoài niệm cổ xưa. Những cái bức tranh như thế này thường thường là nó có ở những cái gia đình ngày xưa, những nhà rất là giàu có, những nhà quý tộc thì họ sẽ có những cái bức tranh như kiểu này, bởi vì nó được làm bằng gỗ chắc và đục tre trúc, nhưng mà khảm thì 100% bằng ốc đỏ và đục cúc kê. Còn bên dưới chỉ có một cái bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai ngồi thảnh thơi nhỉ. Mỗi khi mà ngồi thế này cảm thấy là sẽ có nhiều các câu chuyện để nói chuyện, hoặc là không có câu chuyện gì thì chúng mình cứ ngồi bình yên cũng có cảm giác được cái năng lượng tỏa ra, nó là một cái từ trường rất là tích cực, đúng không? Cảm thấy rất là hạnh phúc, bình an, con thấy không? Và thêm nữa thì là bộ bàn ghế rồng đỉnh, bộ này rất là đẹp, bộ này để trên tầng 6 và 17 món. Mỗi một cái ghế thì Ngọc ngồi vào xem nào. Đấy, ngồi. Con thấy bộ này khác với những bộ còn lại là có thêm những cái này. Đây gọi là cái gì? Cái này là cái đế để chân. Cái này là cái đế để chân giống như kiểu vua ngày xưa. Cái mẫu này là mẫu rồng đỉnh của ông vua Càn Long. Nên là mỗi một cái ghế ngồi thì nó giống như là một cái ngai vua, nhưng mà sau đó thì có một cái đế để chân, ngồi cao như thế này, thót lưng, ngồi rất là dễ chịu và thoải mái. Thế và nó được thiết kế do 17 món, tức là một đi văng và 4 chiếc ghế, 6 cái đôn tất cả, và có 5 cái để chân, để mỗi khi mà ngồi thì sẽ có cảm giác rất là thư thái, rất là dễ chịu. Thế và cái mặt bàn của cái bộ rồng đỉnh này thì đục được tứ ninh long ly quy phượng, và cái đường nét đục thì nó như là một bức tranh, nó chính là một cái bức tranh về bốn ninh vật quý nhất, ninh thiêng nhất, và cũng thể hiện cho đất nước gió lửa. Và khi mà đặt để thì được trang trí bằng mỗi một cái chỗ để là một cái đĩa đấy sẽ để những cái chén, và nhìn nó như là một bức tranh rất là sinh động, đẹp vô cùng luôn. Con thấy đẹp không? Thế và bên trên thì có một bức tranh tứ ninh long ly quy phượng, là nguyên cả một tấm gỗ nguyên tấm, và nó được đục rất là kỹ càng, tỉ mẩn, làm hết bằng tay, và khi mà sờ vào thì sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, bằng gỗ hương, nhìn trông nó rất là đẹp. Tại sao người ta lại làm thành hình cái quạt đấy mà? Bởi vì là làm một hình cái quạt thì cái bức tranh đấy nó sẽ mang được cái sự linh thiêng,
mang được cái sự linh thiêng của cái bức tranh. Nếu mà làm vuông vắn thì dễ rồi, nhưng mà làm một cái quạt thì nó như là vũ trụ. Thế và trong phòng này thì có hai ông thọ, tích của ông thọ là sống lâu trăm tuổi và lúc nào cũng tinh tấn hoan hỷ, và có một cái tấm lòng, một cái gương mặt rất là từ bi và một cái trí tuệ rất là thông minh, cho nên là cái trán của ông ấy cao lên như thế này. Và ông cầm cái quạt đầu tiên là thể hiện cho sự trường thọ, và bên dưới thì có một em bé đang cười hoan hỷ, tức là rất là mãn nguyện, có phúc khí, rồi có cái sự may mắn an nhiên. Thế và có thêm cả một đôi tủ góc nữa. Con có biết là đôi tủ góc này khi mà để vào trong phòng nó sẽ tạo cho cái phòng nó như thế nào không? Nó sẽ tạo cho căn phòng ấm cúng hơn đúng không, đầy đủ hơn. Và khi mà nhà có thêm các cái đồ trang trí thì họ sẽ đặt để vào trong cái tủ, nó cũng gần như là trang hoàng cho cái ngôi nhà. Các cái vật dụng cần thiết để trong tủ, cũng có những gia đình thì có rất là nhiều bằng khen, huy chương, rồi những cái thành tích đã đạt được thì họ để luôn vào trong tủ góc đấy, và mỗi khi mà khách đến họ sẽ rất là trần trồ. Ngọc nhìn chữ lộc kia kìa đấy, khi mà cái bộ bàn ghế nhà mình có thêm một chữ lộc nữa, cái chữ lộc bằng gỗ hương thép bằng vàng 4 số 9 thì nó làm cho cái không gian phòng này nó trở lên đa màu sắc, và nó trở lên rất là sinh động. Và có thêm một dòng chữ gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Con có biết là gia đình nào cũng cần phải có sự bình yên không? Có bình yên thì mới có hạnh phúc đúng không? Và để trang trí thêm thì có một cái đồng hồ cơ bằng gỗ mun rất là đẹp và thiết kế vô cùng độc đáo. Mỗi một ngày thì cái đồng hồ nó sẽ mỗi một tiếng nó sẽ có những tiếng chuông, và tiếng chuông này nó hay như tiếng chuông của nhà thờ. Và cái đồng hồ này thì được toàn bộ người nghệ nhân của công ty đồ gốm nghệ Hướng Mai thiết kế, nó vừa đẹp vừa tinh tế vừa sang trọng, và bên trong thì là một cái đồng hồ cơ rất là quý giá, nên là để cho nhà thì nó chính là một cái vật dụng mà rất là cần thiết, rất là quan trọng, nhưng mà cũng vô cùng quý giá ở trong ngôi nhà của mình. Trên này nữa là một bức tranh vinh quy bái tổ, để nói lên là cái sự thành công, cái sự trí tuệ của những người trong gia đình đã có những cái thành tích để được vinh quy bái tổ về làng. Đấy, có những người thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cái con đường học vấn của họ rất là thành công, và họ đã được rất là nhiều những cái điều tốt đẹp từ cái sự học hành của họ. Ngọc cố lên. Còn đây là một bức tranh bằng gỗ chắc. Cái tầng này tranh thì rất là quý bởi vì tranh vô cùng đẹp. Và cái bức tranh này được đục trúc do tất cả những người nghệ nhân họ đục. Bát Tiên đang ngồi đàm đạo trên những cái bàn để nói chuyện về cuộc đời, về mọi thứ, cuộc sống, gọi là tiêu dao, ca hát, rồi sống hạnh phúc, thảnh thơi. Và cái bức tranh này thì khảm toàn bộ bằng ốc Singapore. Bên trên thì là có 8 ông tiên, gọi là Bát Tiên Du Vân Hải, Đi Mây Về Gió. Con xem các bộ phim Tây Du Ký đấy. Đấy, đấy trên đấy. Thế còn ở đây thì là có từng một chiếc bàn, một thì có 2 người đang đàm đạo về cuộc đời, về đất nước, về những cái sự an lạc thảnh thơi. Tiên mà tiên họ sống hạnh phúc lắm. Được thiết kế bằng gỗ chắc. Và trên này có một cái tủ này rất là độc đáo. Cái tủ này để các cái vật dụng bên trong được làm bằng gỗ mun, và được thiết kế cái này để trong nhà sau này mà trang trí lên thì nó sẽ đẹp vô cùng luôn. Kiểu dáng nó cũng đẹp mà nó rất là lạ. Để vào trong một cái góc nào đấy, cái trang trí các cái đồ dùng vào thì tủ gỗ mun này trông nó rất là quý giá. Thế và kèm thêm thì sẽ có là một cái nọ lục bình bằng gỗ chắc nhỏ nhỏ xinh xinh kia để làm gì, trang trí. Có những nhà thì họ sẽ để các vật dụng ở bên trong đấy, các cái nọ xinh xinh, rồi các cái đồ cổ. Có rất là nhiều nhà họ thích các đồ cổ, họ đi mua sắm các cái đồ cổ quý, bát tràng, hay là các cái đồ mà nhiều năm ấy, thì họ sẽ đặt vào đấy. Thế là Hướng Mai cùng con gái đã giới thiệu toàn thể khu cái tầng VIP tầng 4 của căn nhà này. Ngoài ra thì trên này còn có thêm một bức tranh thuận buồm xuôi gió nữa.
À, thuận buồm xuôi gió, mọi việc được hanh thông thuận ý, xuôi chèo mát mái, đi đâu cũng gặp may mắn, thuyền no gió. Và bên này thì có một đôi cá chép có chữ phúc đức và lý ngư vọng nguyệt. Đấy, để nói về một đôi cá chép. Đôi cá chép trong phong thủy, cá chép hóa rồng, người ta gọi là thu hút các cái nguồn tài lộc, nó dư giả, mọi thứ rất là tốt đẹp. Thì đây là một cái căn phòng mẫu của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai ở tầng 6, phòng VIP, và tập này là tập 6. Hướng Mai cùng với chủ tịch Ngọc Anh rất là biết ơn quý khách đã lắng nghe, theo dõi và yêu quý trang fanpage của đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công, và xin gửi niệm lành tới toàn thể gia đình quý khách. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Sẽ hẹn với quý khách vào tập 7 của tầng 7 của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, và kính chúc quý khách có năm niệm lành của Đức Phật, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.